Sáng ngày 21 tháng 2 năm 2018, tức mùng 6 tháng Giêng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018 tại địa bàn xã Quân Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn. Tết trồng cây dịp đầu xuân năm mới được tổ chức hàng năm đã trở thành nét đẹp văn hóa góp phần tích cực bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu tại lễ ra quân trồng cây, Chủ tịch nước Trần Đại Quang kêu gọi cả nước trong những ngày vui xuân hăng hái, hưởng ứng trồng cây gây rừng, trồng cây ăn quả, trồng cây lấy gỗ, lấy bóng mát, trồng cây chắn sóng, đê biển, chống cát lớn, trồng rừng phòng hộ. Đặc biệt, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ rừng, bảo vệ cây xanh để bảo vệ và gìn giữ môi trường phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống. Theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, trong năm 2017, cả nước đã trồng được 235.000 hectare rừng tập trung và trên 60 triệu cây phân tán, khoán quản lý bảo vệ 6,1 triệu hectare rừng, khoanh nuôi và xúc tiến tái sinh 335 hectare. Năm 2017, các sản phẩm ngành lâm nghiệp xuất khẩu gần 8 tỷ USD và chi trả dịch vụ môi trường rừng tạo nguồn thu nhập cho người dân đạt 1.700 tỷ đồng. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.